Hướng dẫn lắp đặt xe scooter cho bé chỉ lắc S05. Chi tiết các bộ phận bao gồm khung xe, trục lái, yên xe, tay đẩy, thanh chắn, bánh xe đa năng, mái che, ốc, tua vít. Bước 1. Lắp trục lái vào khung xe. Bước 2. Lắp hai viên pin 3A vào trục lái. Và lắp 3 viên pin 2A vào khung xe. Bước 3, lắp bánh xe đa năng và siết chặt bằng 3 ốc. Bước 4. Lắp yên xe. Bước 5. Lắp tay đẩy. Bước 6. Lắp hai thanh chắn. Lưu ý lắp đúng các chốt như video. Bước 7, lắp mái che. Hoàn thành lắp đặt. Hướng dẫn sử dụng. Điều chỉnh chiều cao tay lái. Điều chỉnh chiều cao tay đẩy. Mở và đóng thanh chắn. Mở và gấp gọn mái che. Bật tắt nhạc. Bật tắt đèn. Phanh chân đạp xuống để phanh xe. Chúc bé yêu có những trải nghiệm thật vui vẻ và năng lượng cùng xe scooter Chillax S05. Chillax dành trọn tình thương cho bé.